Anh em nào muốn giảm tiền điện thì xem video này nhá. Thích giảm tiền điện mà thích giảm nhiều hay ít là cũng phụ thuộc vào anh em luôn anh em ạ. Đây, thiết bị này gọi là bộ đảo chiều 2 công tơ tự động theo tháng. À quên đấy, bộ đảo chiều này thì dùng cho những nhà nào có từ 2 công tơ điện nhá. Đấy. Có 2 công tơ điện thì sẽ lắp bộ đảo chiều này anh em ạ. Đấy. Bộ đảo chiều này thì bên ngoài sẽ làm cái tủ 40 30 15. Đấy, trang bị cho anh em hai cái đèn led nhá. Đèn led này sẽ báo volt luôn. Đấy. Mở ra thì bên trong sẽ trang bị cho anh em là ba cái áp này. Áp đầu tiên là áp. Đấy thì anh em sẽ có hai cái áp đầu vào đây nhá. Là của hai công tơ anh em ạ. Còn cái áp đầu ra là áp tổng để anh em lắp vào nhà. Bộ này áp đầu vào thì sẽ là áp chống quá tải, áp đầu ra là áp chống giật anh em nhá. Anh em nào mà muốn option thay đổi áp chống giật thì cũng báo luôn, thì bên mình sẽ lắp sang áp thường. Ở một số nhà anh em lắp mà bơm nước ấy là nó bị giò anh em ạ, tức là bơm cũ rồi, hoặc là đường dây lắp trong tường âm tường ấy để lâu nó bị giò điện, không lắp được cái áp quá tải anh em ạ. Thế anh em sẽ báo mình nhá, bởi vì bên mình sẽ thay cho em bằng cái áp thường, nhưng mà tốt nhất là anh em nên sửa lại để lắp được áp chống giật thì an toàn nhất đấy. Sau phần áp nhá thì đến phần tiếp theo là phần đảo chiều này đấy, thừa cái linh hồn của máy mà rộng thế thôi. Cái đảo chiều này thì như bộ này anh khách anh yêu cầu là đảo vào hai công tơ, đảo vào ngày 6 và 26 thì mình cài sẵn rồi anh em ạ. Và cái thiết bị đảo nó nằm đây này, bên đây chính là bộ đảo này. Đấy, bộ đảo này. Bộ này sẽ là hẹn giờ để đảo cho bộ to này. Đấy, anh em nhá. Thành ra anh em chỉ bấm nút chuyển trên này thì nó sẽ đảo, nhưng mà bây giờ bên mình cài sẵn rồi cho anh em. Em chỉ có là lúc mua anh em hỏi là thế bộ này bây giờ muốn đảo vào ngày nào thì báo, thì bên mình thay cho anh em cái là xong thôi. Đấy, siêu đơn giản và dễ. Đây. Đảo chiều hai bên đây. Tự động. Có gạt tự động bằng tay nhá, nhưng mà bộ này thì khuyến cáo là anh em chỉ lên gạt tự động thôi. Đừng có dùng tay gạt anh em ạ. Gạt tàn tay thì tuổi thọ nó không cao đâu, mà nó dễ bị lỗi lắm anh em ạ. Tức là nếu anh gạt tay ấy, là dễ bị chập cháy. Nếu dùng hệ thống cơ điện tử bấm thì bao giờ cũng sẽ ngon hơn. Áp 125 thì chạy được tầm khoảng 12.000W, nên là nếu anh em lắp cùng với áp 40 ở trong gia đình chạy thì thoải mái, không bao giờ phải lo nhá. Thiết kế đủ luôn. Và dây đây sử dụng dây 6. Đấy, thiết kế với áp 40 quá hợp lý. Hiện tại bây giờ bộ này đang được gọi là đỉnh cao nhất bây giờ, bởi vì là trang bị cả tủ này, cả áp này, cả dây dợ đấu hết rồi này. Đấy, mà hiện tại bây giờ đang có giá là 1980 thôi anh em ạ. Tức là gọi là rẻ nhất quả đất rồi. Không có bộ nào 125 mà lại rẻ được như vậy, mà lại còn đầy đủ tính năng. Trang bị gọi là full cấu hình luôn anh em ạ. Đấy. Đảo trên, đảo dưới, áp chống quá tải, chống giật rồi các kiểu luôn anh em ạ.